có hai chị gái đẹp quá trời đẹp gái luôn cả. Chị gái à, mới sáng à, tới thắp nhang cho cậu à. Hai chị chụp làm kỷ niệm đi. Rồi đi vô trong người ta chụp thành khác. Anh học chụp rồi chụp chỉnh chỉ. Đứng trình ngang gì đó. Đi vô không chị? Hai chị đưa luôn. Đó chứ, đi hai vậy. Đi hai vậy, một hai chị nhìn qua đây giùm em cái hai chị. Đó, à, thanh kiều hai chị luôn. Hai chị quá đẹp luôn. Đó đó đó, đó ông giúp với bệnh già ông qua đây rồi nè. Ông với ông già anh chụp người không á. Nhưng mà mình có điều mình xem hình đó mình phải ngéo cổ xuống. Quá chụp không chụp qua đây không? Có vui hồi chứ anh chụp được nha, xem rất là xuất sắc nha. Rồi đi lên, đi lên. Ok, giống cái chủ ở bên Đài Loan đó. Vô nhìn đây nè chị ơi. Hồi sáng có tiếng đại mỹ nhân. Dù buổi sáng thì các thầy cũng dễ luôn. Rồi có hai chị gái đồng gái đó. Bữa nay mình lên lịch tắm lăng nè. Tháp hương của cô Thanh Huệ ở đây cũng ngày kỹ. Chỗ tháp thì kêu anh Ngọc anh chuẩn bị nha. Anh đốt hương rồi bên Ngọc, bên chị. Anh Ngọc Nhi mình lên đây được mấy lần rồi chị gái? Thì là mình chỉ là đó giờ mình chỉ xem qua bên các trang mạng thôi chị. Chị ở đâu lên chị? Ở quận 8 hả? Quận 8 ngay cầu Gà Gà không chị? Không, quận 8 cũng hỏi ngay cầu chữ Y mà hỏi công ngay cầu chữ Y. Quận 8 có cầu chữ Y mà. Cầu chữ Y nằm ở trên. Cầu chữ Y còn chứ cầu chữ Y U là bỏ rồi đó. Cầu chữ Y qua cầu số 5. Qua anh Ngọc anh hỏi đúng đó. Cầu 5. Đúng không? Có phần ở quận 8 à. Cầu chữ Y thì còn chứ cầu chữ U là bỏ rồi đó. Ngọc này ảnh đi chơi thường hay gì chỗ nào cũng biết hay ta. Và ổng vào cái dây gì ta? Cái quan. Thầy đồ. Cái quan. Giấu hai cái miệng cây ổng đâu. Đây là mộ của cô Thanh Kim Huệ ha. Người gió thấu đầu lo thằng nó bụi là con hoàng
Chí Ngọc Hoàng ngồi chùa Nga già. Cái năm nay là ngày nay gì đó. Rồi cái bài của chú nổi tiếng chứ mà mấy em không biết hát, mấy em còn nói. Cô thân điên ngoại thì nội thích nhất là đường gom Nguyên Bá, đóng trong cái vai Thị Cúc. Qua dự. Trong đó có chú Chỉ Tâm nữa nè. Biết bài hát bài ca con cá không? Ca con cá hả? Biết. Bài nào của anh khổ? Cái đó là bài ca khổ á. Bài khổ mày, bài buồn mày vui gì cũng khổ không chứ em thấy anh là em khổ rồi đó. Thằng không chọc mình không à? À đi qua kia đi. Gì nữa, ta đang quay cái gì? Giờ mình hai cái điện thoại một cái nhắm vô quay qua đây. Đây tại vì hai vợ chồng á. Anh Minh. Hả? Giờ hai chị mà giờ đi hai hướng em vòng qua vậy nè. Đó, em đứng ở giữa. Anh là anh xí chị này đó. Xí hả? Hãy quay đường hãy. Đó. Không chị. Chạy. Bà này bây giờ đó. Bà chị gái ở quận 8. Bây giờ hai chị mà đi hai hướng thì chú thằng Sang ở bên đây nè chị. Chú Sang với hướng Dương. Này qua hướng Dương. Quá trời đẹp luôn. Bữa nay mà vẫn còn nở đẹp quá chừng luôn cô chú anh chị. Quay mấy chị Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải nha.